Kính thưa quý vị khán thính giả, có một câu chuyện có thật trong chiến tranh chống Mỹ về mẹ Năm Nghê ở Quảng Nam đã chôn sống con trai mình chưa đầy 4 tháng tuổi để cứu dân làng. Mất con rồi, mẹ hóa điên dại lang thang kiếm tìm con. Sự việc đau thương này đã được tác giả Nguyễn Thị Tính viết thành bài thơ Mẹ giết con cứu cả làng thoát chết. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Đêm kinh hoàng mẹ đau đớn giết con để cứu cả dân làng mình thoát chết. Con bé nhỏ con đâu nào hay biết, sói lang kia đang sục sạo điên cuồng. Cả làng ta đang trú ẩn hang hòn, bầu trời xé máy bay quần gầm rú. Khắp thôn xóm chúng như bầy dã thú, pháo xé trời đạn rực sáng muôn nơi. Con cứ gào khóc ngằn ngặt mãi thôi, mẹ đói khát vì cả tuần chạy giặc. Thương con quá ruột gan đau quặn thắt, chẳng còn đâu dòng sữa mát ngọt ngào. Ôm chặt con lòng đau đớn nôn nao, cha vừa chết vì bom thù tàn phá. Quân du kích đã kiên cường bắn trả, máy bay rơi tàu chiến cháy thây tan. Chúng điên cuồng lùng sục giết dân làng, phá đào bới khoanh vùng từng tấc đất. Con khát sữa bụng đói quay đói quắt, khóc thét gào vang vọng tận ngoài hang. Mấy trăm người đều sợ hãi kinh hoàng, hướng về mẹ nhìn van lơn cầu cứu. Mẹ đau đớn cuốn con chân líu díu, bò lết dần tìm ra cửa miệng hang. Mặt mưa rơi hòa nước mắt ngập tràn, bới đất lành vùi chôn con đang sống. Dưới ánh chớp của đạn bay pháo sáng, đất rung lên bởi con đạp vẫy vùng. Mẹ tái tê đau đớn đến tột cùng, cắn chảy máu không bật ra tiếng khóc. Khi con đã im lìm trong lòng đất, mẹ lao vào hang, quân giặc cũng đến gần. Gần 50 năm mẹ như kẻ tâm thần, nỗi ám ảnh đêm kinh hoàng bùng phát. Xé lòng mẹ vụn vỡ đau tan nát, mẹ hóa điên lang thang kiếm tìm con. Đêm gió mưa mẹ lại khấn đốt nhang để an ủi dân làng xây mộ gió. Lúc tỉnh táo mẹ khấn cầu con độ, cho mẹ về nơi chín suối gặp con. Để lặng nghe tiếng con khóc dỗi hờn rằng mẹ hỡi sao không cho con sống. Dưới âm phủ suốt đêm ngày lạnh lắm, thèm được tí bầu vũ nóng ngọt ngào. Xin lỗi con về tình nghĩa đồng bào, con gào khóc cả dân làng cùng chết. Mẹ con mình sẽ chịu chung phần hết, con yêu ơi hãy cho mẹ đi cùng. Vâng, vừa rồi quý vị vừa nghe Vi Thức đọc xong một bài thơ rất xúc động của tác giả Nguyễn Thị Tính. Cuối cùng Vi Thức kính chúc quý vị nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.